Hi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Và bên cạnh Văn Hội đó chính là mẫu Toyota Vios năm 2020. Và ở trong clip này, Văn Hội sẽ chia sẻ cụ thể về bảng giá của từng phiên bản, chương trình khuyến mại. Nhưng quan trọng nhất ở trong cái clip này đó chính là Văn Hội sẽ chia sẻ cho quý chị khách hàng biết được cái thủ tục mua ô tô trả góp, và đặc biệt nhất là với chiếc Toyota Vios thì cái chương trình trả góp sẽ là như thế nào. Chúng ta sẽ đến với đầu tiên về bảng giá đi. Giá thì bên cạnh các bạn đó chính là phiên bản 1.5G. 1.5G thì được Toyota niêm yết với giá từ 570 triệu đồng chẵn. Ok không ạ? Thì lúc nữa thôi thì Văn Hội sẽ quay tổng quan vòng quanh nội thất, ngoại thất lại một lần nữa để anh chị có thể cùng nhìn là ngắm được. Đến với phiên bản số tự động nữa, đó chính là phiên bản eCVT thì được Toyota phân phối với hai phiên bản. Đó chính là phiên bản 3 túi khí sẽ có giá là từ 520 triệu đồng chẵn. Còn phiên bản 7 túi khí thì sẽ là 540 triệu đồng chẵn. Ở phiên bản 2020 thì các bạn cũng biết rồi, thì sẽ được trang bị rất là nhiều cái tính năng cao cấp mới như là từ đèn gầm hoặc là màn hình CarPlay, Android Auto, cũng như là ghế da theo xe luôn. Rất là nhiều tính năng. Đặc biệt nhất nữa đó chính là phiên bản E. Phiên bản E số sàn thì sẽ có hai phiên bản có giá niêm yết từ 470 triệu đồng chẵn cho phiên bản 3 túi khí, cũng được tích hợp ghế da theo xe luôn, cũng như là các tính năng cao cấp ở trên xe. Và phiên bản 7 túi khí sẽ là 470 triệu đồng chẵn. Và rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình khuyến mại. Khuyến mại thì bật mí đến các bạn rằng là trong dịp đầu xuân này, nếu các bạn mua xe đặt ngay sớm, gọi ngay hotline bên dưới, thì chúng tôi sẽ ưu đãi ngay những phần quà giá trị bằng tiền mặt, bảo hiểm, phụ kiện trị giá lên hàng mấy chục triệu. Cụ thể là như thế nào thì riêng cái khuyến mại anh chị hãy liên hệ trực tiếp để Văn Hội chia sẻ cho. Còn chúng ta sẽ đến với chương trình về trả góp. Trả góp thì cụ thể là như thế nào? Bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ mua được một chiếc Toyota Vios? Tôi cứ tính là bản rẻ nhất đi, là bản 470 triệu đồng. Anh chị về có chạy gia đình ở các vùng núi, hoặc là thích yêu thích chú sàn, hoặc là mua chạy dịch vụ, chú sàn thì chắc chắn là tiết kiệm xăng rồi, khỏe, đúng không ạ? Vậy thì ở số sàn này thì chúng ta sẽ chuẩn bị bao nhiêu tiền? Thì bật mí đấy các bạn rằng là chúng ta sẽ có cái gói ưu đãi là hỗ trợ lên đến 80% giá trị xe. Vậy anh chị hãy lấy 470 nhân với 80, đúng không ạ? 8432 và 8756. Vậy là chúng ta sẽ được vay là 376 triệu đồng chẵn. 376 triệu đó chính là cái tiền được vay với lăn bánh 470. Nếu ở tỉnh nhá, thì các anh chị cộng thêm cho em khoảng 50 triệu là tiền chi phí thuế 47 triệu cũng như các lệ phí để đăng ký, thì đâu đó xe lăn bánh khoảng 520 triệu. Bảo hiểm thì tùy chương trình, nhưng nếu trong cái dịp như thế này thì chúng tôi tặng luôn cả bảo hiểm thân vỏ thì hoàn toàn là các anh chị là không phải mất tiền rồi, đúng không? Hoặc là các phụ kiện đi kèm nữa. Đó. Vậy thì là chúng ta sẽ lấy là 520 trừ đi 376. Văn Hội cứ tính là 380 đi cho dễ tính đi. Vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng 140 triệu thôi. Chỉ đúng 140 triệu đồng là anh chị đã có ngay một chiếc Toyota Vios để phục vụ cho mục đích sử dụng kinh doanh cũng như là gia đình. Rất hợp lý phải không ạ? Chia sẻ các bạn là cái này thông tin hơi ngoài lề một chút thôi, là nếu anh chị chạy các dịch vụ hiện nay như là Grab hoặc là Bi thì trung bình mỗi một ngày nếu anh chị chạy sẽ để ra khoảng tối thiểu là 1 triệu. Các anh chị chạy chịu khó còn được các thưởng thêm khác. Vậy trung bình trừ ngày nghỉ nữa thì chúng ta một tháng khoảng 25 đến 30 triệu là chuyện bình thường. Chỉ sau một năm thôi, chỉ sau một năm khi anh chị làm dịch vụ thôi là chúng ta đã có trả gần như là gần hết một cái xe rồi. Gần hết một cái xe là chúng ta bán đi. Lúc đấy các bạn anh chị bảo bán một cái xe mà sau một năm thì 470 mà lăn bánh 520 bán đi chắc chắn vẫn hơn 400 triệu đồng. Vậy một năm là trung bình anh chị đã để ra được hơn 400 triệu chứ không phải ít. Ok, chúng ta sẽ trừ cái tiền ban đầu và vốn là 140 triệu đi, mà khoảng bán hơn 400 thì chúng ta vẫn làm ra gần 300 triệu một năm. So với cái thu nhập hiện nay rất là nhiều ngành nghề thì
đó cũng là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Văn hộ đây là lời khuyên cũng như là trong tư vấn để anh chị biết được là rồi cần thủ tục thì như thế nào. Thủ tục thì bật mí các bạn rằng là nó rất đơn giản thôi. Nếu anh chị mà có gia đình rồi thì chúng ta sẽ có chứng minh thư của hai vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn, sổ khẩu, sổ đỏ và bảng lương của hai vợ chồng 6 tháng gần nhất. Ngoài ra thì nếu anh chị không bảng lương thì chúng ta có thể có cường hà tạp hóa này, hoặc nhà cửa cho thuê, hoặc là sổ đỏ, hoặc là các công việc khác chứng minh bằng hồ sơ sổ sách viết tay. Còn cụ thể văn hội sẽ hướng dẫn, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía dưới để văn hội được phục vụ và hướng dẫn anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng ngắm nhìn cái phần hình ảnh chi tiết của chiếc Toyota Vios. Thì trong lúc ngắm nhìn này thì văn hội sẽ chia sẻ đến các bạn một cái điều nữa là không chỉ là cá nhân mà các công ty thì chúng tôi cũng có chương trình hỗ trợ vay trả góp lên đến 80% giá trị xe. Và các bạn cũng có biết rằng là ở công ty doanh nghiệp thì chúng ta còn được hồi thuế 10%. Và các thủ tục của công ty thì chúng ta sẽ bổ sung thêm là báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất công ty sẽ thành lập từ 1 năm trở lên, cũng như là chứng minh thư của giám đốc. Và chú ý từ cá nhân đến công ty là các anh chị sẽ chưa có nợ xấu. Còn nếu nợ xấu thì anh chị phải liên hệ ngay trực tiếp hotline để văn hội có thể phục vụ và hướng dẫn cái cách để chúng ta có thể vay được chiếc xe của mình. Đây là bên trong nội thất phiên bản G2020. Các bạn thấy không? Bản E số tự động thì tất cả phiên bản đều ghế da cao cấp như thế này hết rồi các bạn nhé. Nó đầy đủ luôn, không thiếu gì cả. Đó, rất đầy đủ luôn. Còn phía trước cả tất cả các phiên bản đều có màn hình theo xe luôn. Màn hình theo xe thì trên phiên bản G thì chúng ta sẽ có thêm các bổ trợ từ màn hình anít cũng như các điều khiển màn hình lớp layer trên vô lăng, như full phím cũng như là cruise control này, hoặc cảm biến lùi tà tiến 86 mắt, cân bằng điện tử thì cả 5 phiên bản đều có. Và đây là phần phía đuôi xe. Bạn cùng anh máy quay sẽ di chuyển ra phía sau để chúng ta cùng ngắm nhìn một lần nữa phần đuôi xe của chiếc Toyota Vios 2020. Thiết kế rất là nổi bật, đẹp cả 5 phiên bản luôn các bạn nhé. Từ số sàn đến số tự động thì đều được tích hợp là anten ở trên cao bằng vây cá. Cũng như là các phiên bản số tự động thì chúng ta sẽ có cảm biến lùi ở phía sau. Riêng phiên bản G thì sẽ có lên đến 4 phiên bản, 4 cảm biến. Đó. Rồi, đây là phần phía đằng trước nữa. Xin mời máy quay sẽ di chuyển ra phía trước để chúng ta cùng ngắm nhìn lại một lần nữa tổng quan chiếc Toyota Vios 2020 với chương trình trả thẳng, trả góp cũng như là hỗ trợ rất là nhiều cái quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Và đây là tổng quan của phần đầu xe. Và vừa rồi là những chia sẻ về hướng dẫn cập nhật về bảng giá, chương trình khuyến mại, hướng dẫn hình thức mua trả thẳng, trả góp với chiếc Toyota Vios 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là được hướng dẫn chi tiết về trả thẳng, trả góp với trường hợp cá nhân, công ty, có gia đình, chưa có gia đình, hỗ trợ toàn quốc, giao xe toàn quốc cũng như là chứng minh thu nhập, quý anh chị Hà hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới để được hỗ trợ 24 trên 7. Và nếu thấy hay hãy like, share, comment cũng như là đăng ký kênh ủng hộ để Văn Hội có thể ra thật nhiều clip hay nữa. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn quý chị hàng đã theo dõi clip của tôi. Hãy bấm chuông ở phía bên phải để đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Xin chào.